Thưa quý vị và các bạn, các con đập được tạo ra với tuyên bố rằng chúng có thể tồn tại trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, trái với tuyên bố đó, hết lần này đến lần khác, nhiều con đập trên thế giới vẫn gặp sự cố, thậm chí sụp đổ, dẫn đến những thảm họa lớn. Thảm họa vỡ đập ngay sau đây là một trong số ấy. Con đập bị vỡ được xây dựng vào năm 1926 và bị sập vào ngày 12 tháng 3 năm 1928. Không lâu trước đó, khi thảm họa xảy ra, các vết nứt đã được nhìn thấy, nhưng các kỹ sư cho rằng chúng là không đáng kể. Khi con đập bị phá hủy, 45 tỷ lít nước đã tràn ra, đánh sập nhà máy thủy điện gần đó và gây ngập lụt một số thành phố, cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Sự cố này xảy ra ở đâu? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Buổi sáng của ngày kinh hoàng ấy bắt đầu như vô số những ngày đầu tuần khác. Soledad Luna phải dậy sớm để bơm nước từ bên ngoài vào và lấy củi để nấu nướng. Ngôi nhà gỗ nhỏ là nơi sinh sống của ba thế hệ, gồm ông ngoại Papa Lip, bà ngoại Ma Maria, cha Magdaleno, mẹ Eugenie và cô cùng ba người em nhỏ. Sống ngay bên cạnh nhà Soledad là gia đình chú Sisto, anh em trai của bố cô, cùng với dì Isnet và 5 người anh em họ. Tất cả chỉ từ 2 đến 7 tuổi. Và lúc 5 giờ 30 sáng mỗi ngày, khi chuông báo thức reo vang là những lúc người lớn bắt đầu đi làm việc tại các vườn cây ăn quả hoặc trong nhà máy đóng gói. Đại gia đình Luna sống trong một xóm nhỏ thuộc thị trấn Santa Paula, một thị trấn xinh đẹp nằm giữa những vườn cây ăn quả bạt ngàn của thung lũng sông Santa Clara, California, Mỹ. Khoảng một nửa dân số của thị trấn Santa Paula là người gốc Mexico, hầu hết trong số họ đến đây để tìm kiếm một công việc ổn định trong ngành trồng trọt các loại cây cam quýt. Công ty Limoneira sở hữu một trong những đồn điền lớn nhất của khu vực, đồng thời đứng đầu một trường học dạy tiếng Tây Ban Nha với tên gọi Olipland, gần các nhà máy đóng gói. Tuy nhiên, thời gian học của ngôi trường này phụ thuộc vào mùa màng và khối lượng công việc, tức là mỗi khi mùa thu hoạch đến thì nhà trường sẽ đóng cửa. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua như thế. Chẳng có ai để tâm đến con đập San Francis mới được hoàn thành cách đó 40 dặm, khoảng 64 km về phía thượng lưu sông Santa Clara. Với chức năng chính cung cấp nước cho thành phố và vùng ngoại ô Los Angeles, con đập này là một bức tường bê tông cao 200 feet, hơn 60 mét. Tọa lạc tại phía bắc của hẻm núi San Francisco, phía đông của thị trấn Santa Paula. Vào đầu năm 1920, sự gia tăng dân số ồ ạt và hạn hán kéo dài đã thúc đẩy các nhà quy hoạch thành phố Los Angeles xây dựng một nguồn tích trữ và cung cấp nước rộng lớn bền vững. Việc xây dựng con đập bắt đầu được tiến hành vào năm 1924. Chỉ trong 3 năm tiếp theo, bản thiết kế của nó đã được thay đổi theo nhiều cách khác nhau. Cuối cùng, William Mulholland, người đứng đầu của Cục Cung cấp và Công trình nước Los Angeles và đồng thời cũng là kỹ sư chính của con đập, đã tăng chiều cao của đập thêm 20 feet, khoảng 6 mét. Việc hoàn thành đập vào năm 1927 vốn không được phổ biến rộng rãi trên các mặt báo. Nhưng cho dù là có, thì gia đình của Soledad cũng chẳng đọc được vì họ vốn không biết tiếng Anh. Tính đến ngày 7 tháng 3 năm 1928, con đập đánh dấu lần đầu tiên được chứa đầy nước. Áp lực nước chảy về từ thượng lưu sông đã nhanh chóng tạo ra những vết nứt. Nước bắt đầu tràn ra khỏi và làm ố mặt bên ngoài của đập. 5 ngày sau đó, vào buổi tối khi một ngày làm việc mệt mỏi ở vườn cây kết thúc, người dân của xóm bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Đêm hôm đó yên tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí những nhân viên điều tra sau đó cũng nhận xét rằng đó là một đêm khá ma quái. Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh một cách khủng khiếp. Vào lúc 11 giờ 30 phút tối, thảm họa chính thức xảy ra. Một mảng lớn của con đập bị vỡ tung. Lượng nước khổng lồ với áp suất mạnh mẽ bắt đầu phun qua khe hở được tạo thành chỉ 2 phút rưỡi trước nửa đêm. Sườn đồi ngay dưới phía đông của con đập đã bị san bằng hoàn toàn. Theo một phản ứng dây chuyền, con đập càng ngày càng có khe hở lớn hơn. Vùng đất phía Tây cũng nhanh chóng có chung số phận. Chẳng hề có một tín hiệu báo trước nào. Thành đập được xây theo dáng một chiếc cầu thang đổ ầm xuống, tạo nên một trận lũ với chiều cao lên đến 140 feet, hơn 42 mét, tràn qua khe núi. Những người dân sống gần núi là những người đầu tiên cảm nhận được cái rung chuyển bất an của mặt đất. Chẳng kịp làm gì, những con sóng đã tràn đến. Chúng quét sạch mọi thứ trên đường đi của mình, trạm điện, nhà cửa, giàn khoan dầu khí, trại chăn nuôi gia súc, cầu đường sắt và đường cao tốc. Không một thứ gì có thể thoát khỏi sức công phá kinh khủng của nó.
đến khoảng 12 giờ 45 phút, con lũ, thứ mà những người sống sót sau này gọi là bức tường đen vĩ đại, đã rời khỏi hẻm núi San Francisco, nhanh chóng đi về hướng Tây phía thung lũng Santa Clara và 10.000 cư dân đang say giấc. Soledad thức dậy trong sự hoảng loạn, còi báo động phát ra thứ tiếng inh ỏi và những tiếng hét vang vọng khắp thị trấn nhỏ Angos. Irene, mẹ của Soledad, là người phát hiện ra đầu tiên. Bố và ông bà ngoại cũng lần lượt tỉnh dậy, bối rối hỏi nhau. Len lỏi qua đám đông người dân hỗn loạn, ông Magdaleno nhanh chóng chạy đến và báo với người em trai Sisto của mình. Vì chú Sisto là người duy nhất trong gia đình có phương tiện di chuyển, một chiếc xe bán tải cũ kỹ. Ngay lập tức Sisto bế bốn người con lên chiếc xe và cứu lấy chút tài sản ít ỏi của gia đình, trong khi Magdaleno cố gắng lái chiếc xe đến vùng đất cao hơn. Dì của Soledad, Inés, đang ngồi trong cabin xe ôm đứa con út của mình khi nước tràn vào. Chiếc xe tải bị nước hất mạnh và mọi người bên trong bị văng ra ngoài. Những người lớn cố gắng với lấy cánh tay mảnh mai của những đứa trẻ, nhưng dòng nước quá mạnh khiến những đứa trẻ nhanh chóng bị cuốn trôi. Trong khi đó, Soledad nhìn người mẹ Irene vội vàng thu dọn đồ đạc. Khi thấy con sóng trước mắt, Irene đã ôm lấy Soledad cùng ba đứa con nhỏ và đặt chúng lên giường. Nước đập vào ngôi nhà nhỏ của họ với một lực mạnh đến nỗi khiến các bức tường vỡ ra ngay tức khắc, cuốn trôi tất cả mọi thứ. Cả bốn mẹ con bám chặt lên đệm lò xo, chiếc bè tạm bờ của họ quay cuồng trong cơn đại hồng thủy. Thế nhưng chẳng đi được bao xa, một cái cây khác bị bật gốc đã vươn ra ngay vị trí của Soledad. Mái tóc dài của cô Soledad bị đang vào cạnh cây, khiến cô bị cuốn lên không trung. Irene hét lên, đau đớn vì con gái của mình, nhưng tiếng hét ấy đã bị nhấn chìm trong tiếng gầm chói tai của cơn lũ hùng ác. Tấm đệm nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Trong nhiều giờ tiếp theo, Soledad đã bám trên ngọn cây với dòng nước vẫn cuồn cuộn bên dưới. Âm thanh của cái chết, của những người đang la hét trong dòng nước và những con gia súc vang lên bên tai cô và lại bị cuốn đi ngay. Khi những tia sáng ban ngày dần dần chiếu xuống mặt đất, những gì còn lại chỉ là những thi thể và đồ đạc trôi nổi, bằng chứng về một cộng đồng đã từng tồn tại. Cuối cùng, vào lúc 5 giờ 25 phút sáng ngày 13 tháng 3 năm 1928, cách con đập vỡ nát hơn 50 dặm, hơn 80 km, những dòng nước đã ra đến biển lớn. Soledad được tìm thấy khi mặt trời đã lên cao, vẫn còn bám vào cái cây đã cứu mạng cô, nhưng cô lại chẳng thể nói nên lời. Nhiều năm về sau, cô cố gắng quên đi giây phút kinh hoàng khi cơn nước đã xé toạc quần áo mình, để lại cô trong tình trạng không mặc gì khi được giải cứu. Nhưng cô không bao giờ có thể quên được tên của người đã tìm thấy mình. Đó là ông Buster. May mắn thay, mẹ và các đứa em của cô vẫn sống sót một cách kỳ diệu, vẫn bám chặt vào tấm đệm. Họ được tìm thấy tại cửa sông Santa Clara, nơi dòng nước chuẩn bị đổ ra Thái Bình Dương. Những sự việc về gia đình Luna nhanh chóng được đưa tin rầm rộ trên các phương tiện truyền thông lúc bấy giờ. Ông bà ngoại, bố, chú Sisto và chị Inés của Soledad cũng may mắn sống sót sau cơn hoạn nạn. Nhưng đau buồn thay, thi thể của bốn trong năm người em họ của cô bị chôn vùi dưới lớp bùn. Trong khi người em họ lớn nhất, Consuelo, không bao giờ được tìm thấy nữa. Trong những năm tiếp theo, có lẽ cư dân ở những khu vực xung quanh sẽ bắt đầu kể về những bóng ma dọc theo dòng sông, giống như linh hồn của La Llorona, người phụ nữ trong thần thoại Mexico khóc và đi dọc theo dòng sông để tìm kiếm những đứa con đã chết đuối của mình. Thảm họa đập San Francisco được xem là sự cố công trình dân dụng tồi tệ nhất trong thế kỷ 20. Thi thể những nạn nhân của nó được vớt lên từ Thái Bình Dương cho đến tận San Diego về phía Nam, với số người chết chính thức lên đến 420 người. Nhưng trên quãng đường đi của mình, chắc chắn nó đã cướp đi sinh mạng của nhiều nạn nhân hơn, những người mà tên của họ sẽ chẳng được ai nhớ và ghi chép lại. Soledad lại tiếp tục sống cuộc đời của mình cho đến tận năm 2017 và mất trước ngày sinh nhật 100 tuổi của mình được vài tháng. Nhưng cho đến tận khi đã nhắm mắt xuôi tay, Soledad vẫn chẳng hề muốn nhắc lại đêm kinh hoàng năm 1928 ấy. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!